Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cần làm rõ trách nhiệm những sai phạm trong quản lý đất đai ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Sương. Sớm có giải pháp quản lý chặt chẽ nguồn chi quỹ bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chuyên mục Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm 2016-2017, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương đã phê duyệt 27 mặt bằng quy hoạch điểm dân cư ở xã Quảng Lộc để đấu giá quyền sử dụng đất. Lợi dụng chủ trương này, một số cá nhân là cán bộ địa phương đã lập hồ sơ khống, tăng diện tích bồi thường đất để chiếm đoạt tiền giải phóng mặt bằng, trục lợi cá nhân. Những hành vi vi phạm này đang được cơ quan điều tra làm rõ sai phạm và trách nhiệm của những người có liên quan. Báo cáo của Ủy ban dân huyện Quảng Sương năm 2016, xã Quảng Lộc được phê duyệt 10 mặt bằng quy hoạch. Theo quyết định dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng có liên quan đến 44 hộ với tổng số tiền bồi thường là khoảng 580 triệu đồng. Đến năm 2017, xã Quảng Lộc tiếp tục được quy hoạch thêm 17 mặt bằng dân cư. Các mặt bằng này liên quan đến 126 hộ dân với số tiền bồi thường gần 2 tỷ 790 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa phương, Người dân phát hiện nhiều khuất tất trong việc làm của chính quyền địa phương. Theo phản ánh của người dân, ngay sau khi triển khai việc chi trả bồi thường, người dân đã phát hiện một số mặt bằng là đất công ích của xã, không phải đất của người dân, nhưng vẫn đưa vào danh sách bồi thường. Danh sách này có đầy đủ tên và chữ ký của người dân được nhận tiền đền bù. Điều vô lý nữa là có những hộ gia đình được lập lên để nhận tiền đền bù, không có tên trên địa bàn xã. Tôi là người dân thân đấy. Mà ở gần cái khu đất mà được cấp chúng tôi thấy là sai phạm nữa. đã cấp một lần rồi lại cấp tiếp lần thứ hai để lấy tiền nữa thì chúng tôi là người dân chúng tôi rất là bức xúc chúng tôi đề nghị là các cấp có thẩm quyền phải làm đến nơi đến chỗ đúng người đúng tội giải quyết để cho dân nó được thỏa đáng sau khi nhận được khiếu nại của người dân tháng 5 năm 2018 ủy ban dân huyện Quảng Sương đã tiến hành xác minh và kết luận trong tổng số các hộ được nhận bồi thường giải phóng mặt bằng ở xã Quảng Lộc năm 2016-2017 có 45 hộ thừa diện tích so với phương án bồi thường đã được huyện phê duyệt 10 hộ không có đất nhưng vẫn có tên trong danh sách bồi thường xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng ủy ban dân huyện Quảng Sương đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra công an huyện Quảng Sương để giải quyết sau một thời gian thu thập tài liệu điều tra và xác minh ngày 6 tháng 10 vừa qua Công an huyện Quảng Sương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1983, là cán bộ địa chính xã Quảng Lập và Bùi Ngọc Dũng, sinh năm 1985, là trưởng thôn 3, xã Quảng Lập để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong 2 năm 2016 và 2017, lợi dụng việc được giao kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng điểm dân cư xã Quảng Lập Hoàng Văn Sơn và Bùi Văn Dũng đã câu kết với nhau lập khống hồ sơ tăng diện tích bồi thường của các hộ dân ở thôn 3 xã Quảng Lộc trong diện được bồi thường để chiếm đoạt của nhà nước gần 800 triệu đồng. Ngày 15 tháng 10, Công an huyện Quảng Sương cũng có thông báo về việc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn trưởng thôn có liên quan đến những sai phạm này. Hiện nay, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ những sai phạm. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, thì cơ quan cảnh sát điều tra Quảng Sương tiếp tục tiếp nhận được cái, cái kết quả một cái báo cáo của thanh tra huyện Quảng Sương về việc sai phạm trong công tác bồi thường bằng năm 2016 2017 trên địa bàn Quảng Lộc Quảng Sương hóa. Thì sau khi tiếp nhận phân loại thì ngày 28 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Quảng Sương cũng đã ra quyết định tin báo theo quy định pháp luật để tiến hành điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Quảng Sương là tập trung chỉ đạo triệt để nhanh chóng thu thập các tài liệu để điều tra, làm rõ sai phạm, xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc bước đầu đã xác định được những sai phạm, những người trực tiếp gây ra sai phạm chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng trách nhiệm của những cán bộ quản lý ở địa phương để xảy ra sai phạm này sẽ được xử lý như thế nào? Đây là câu hỏi mà người dân đang rất quan tâm và rất cần được cơ quan điều tra sớm xác minh làm rõ. Kê khống diện tích mà cái này liên quan từ thôn cho đến đến ủy ban dân huyện mà trong đó trọng điểm là cái ban giải phóng thẩm định giải phóng mặt bằng hiện. cho nên hiện nay xảy ra cũng bốn lần bán đất ở quảng lộc thì là bốn lần đền bù giải phóng mặt bằng khống cái số tổng cái, cái cái, cái số tiền giải phóng mặt bằng là hơn bốn tỷ nhưng thực tế là là theo danh sách trong tay tôi có thì cái quân số mà người dân thực tế được nhận đền bù chỉ có hơn một tỷ thôi còn tầm ba tỷ đó là vô căn cứ hiện nay là đã khởi tố bị can bắt tạm giam Bây giờ phải yêu cầu là giải quyết là cái anh nào mà cái anh đứng ra tổ chức cái việc này. Bồi thường giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc buông lỏng quản lý, thậm chí là làm ngơ cho những sai phạm liên tiếp xảy ra như trường hợp ở xã Quảng Lộc là bài học đắt giá trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đất đai ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết quý 3 năm 2018, toàn tỉnh đã chi hết 94% quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu được giao năm 2018. Để khống chế mức bội chi quỹ bảo hiểm y tế trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo các ngành có liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp tránh tình trạng xảy ra bội chi lớn. Theo thống kê, tính đến hết tháng 9 năm 2018, Toàn tỉnh có hơn 3,1 triệu lượt người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngoại trú hơn 2,6 triệu lượt người, nội trú khoảng 528.200 lượt người. Tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 9 tháng là 3.049 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân của việc chi quỹ bảo hiểm y tế cao được xác định là do các cơ sở y tế phát triển mạnh và áp dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật mới. Chi phí cho các dịch vụ này cao hơn nhiều so với các dịch vụ trước đây. Bên cạnh đó, số lượt người khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh gia tăng 148.825 lượt so với cùng kỳ. Chi cho bệnh nhân đi bệnh viện ngoại tỉnh vẫn tăng 93 tỷ đồng. Một nguyên nhân nữa là hiện nay tỷ lệ đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú quá cao, gấp 2 lần, một số bệnh viện gấp 3 lần so với bình quân chung toàn quốc. Điều này dẫn đến chi phí tiền giường bệnh chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh nội trú. Qua cái, cái, cái số liệu mà cái quỹ được giao ở tại thành phố thì chúng tôi thấy là so với cái thực tế chi phí tại chỗ và cái chi phí của đa tuyến đi năm 17 thì cái kinh phí giao năm nay giảm đi một nửa. Năm ngoái tôi nói ví dụ như tổng của cả hai cái khu vực ở tại chỗ đây khoảng 70 tỷ và cái đa tuyến đi khoảng 100 tỷ đấy, khoảng 170 tỷ. Thì năm nay giao thì có cả hai cái khu vực chỉ được có 82 tỷ thôi. Thì đấy là cái số liệu, đấy là cái gọi là nhìn thấy ngay. Thế thì vấn đề mà từ cái chỗ quỹ đấy thì buộc các đơn vị cũng phải phải căn kê. Tính đến thời điểm hiện nay, rất nhiều các cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng hết số tiền được giao cho công tác khám chữa bệnh cả năm 2018. Điển hình như bệnh viện Nhi, bệnh viện Phổi, bệnh viện Đa khoa Nga Sơn, Hà Trung, thành phố Thanh Hóa. Qua kiểm tra đột xuất tại các bệnh viện này, cơ quan bảo hiểm xã hội đã phát hiện một số biểu hiện của việc chi vượt quỹ mà nguyên nhân là do chủ quan từ phía các bệnh viện. Do vậy, cơ quan này đang phối hợp với ngành y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm túc các giải pháp giảm mức vượt chi quỹ. Những trường hợp chi không đúng theo quy định sẽ không được thanh toán quỹ bảo hiểm y tế. Đối với bệnh viện thì cũng đang cố gắng giả soát lại toàn bộ các cái hoạt động có những cái chi phí nào có thể mà giảm thiểu được tối đa thì sẽ cố gắng. Tuy nhiên thì phần lớn các cái chi phí của bệnh nhân là do cái thực tế số lượng bệnh nhân đến khám theo nhu cầu là đông hơn so với quá so với cái mức mà dự toán chi được giao. Trước tình hình bội chi bảo hiểm y tế dẫn đến thâm hụt nguồn quỹ, Ủy ban dân tỉnh đã yêu cầu bảo hiểm xã hội tỉnh phải công khai cung cấp số liệu để các cơ sở so sánh, tăng cường công tác giám định, kiểm tra, giám sát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là những trường hợp bất thường có dấu hiệu nghi ngờ lạm dụng, lợi dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Cần tính toán hợp lý, khoa học để tham mưu cho tỉnh trong việc phân quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn để thực hiện kiểm soát tốt chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phấn đấu đạt được các mục tiêu chỉ tiêu theo hướng tất cả các dịch vụ về tiệm cận với mức bình quân chung của toàn quốc. Chuyên mục nhà nước và pháp luật tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.